Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mình có hai con nái chuẩn bị tách bầy và hai bầy heo con. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn tách bầy ra cho heo con ăn tự do mà không bị tiêu chảy. Trường hợp thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc để cho nái của các bạn tách bầy ra từ 5 đến 7 ngày thì nái của các bạn lên giống đều lại. Chứ không phải là tách bầy ra một tháng mấy, 2 tháng mới lên giống nha. Các bạn nuôi như vậy thì tốn nhiều chi phí và tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế không cao. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái chai thuốc của mình nè. Ở đây là ADE của Hà Lan nha, để mình quay sát lại cho các bạn xem. Rồi ở đây mình đưa cái chai ADE cho các bạn xem để các bạn tham khảo nè. Đây là ADE nhập khẩu Hà Lan, chai 100C nha các bạn. Ở đây thì nó có miếng giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt nè các bạn. Các bạn tiêm theo hướng dẫn của mình là được rồi, không cần quan tâm nó viết cái gì quá nhiều đâu các bạn. Chủ yếu là nó hiệu quả là được, ok nha. Rồi ở đây là chai thuốc thì các bạn cũng đã quan sát kỹ rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiêm. Đối với trường hợp heo tơ, mình đã biết ngày lên giống của nó rồi thì mình sẽ tiêm trước là từ 5 đến 7 ngày. Mình tiêm là từ 5 đến 7C đối với trường hợp heo tơ nha. Còn đối với trường hợp mà con heo nái của mình hôm nay mà tách bầy nè thì mình sẽ tiêm nó là từ 7 đến 8C, chỉ tiêm một lần thôi các bạn. Đối với những trường hợp mà tại sao các bạn nuôi nái mà mình khuyên các bạn sử dụng ADE, tại vì nhiều khi á là heo của các bạn tách bầy ra xong là một tháng mấy, 2 tháng nhầm con 3 tháng nó mới lên giống nữa, nên các bạn sử dụng ADE giúp cho heo đẻ sinh sản tốt thôi chứ không có hại gì đến heo hết. Thứ nhất á, heo các bạn lên giống tự nhiên thì ví dụ như là chu kỳ của nó là khoảng 1 tuần thì nó có 20 mấy trứng, thì mỗi ngày nó rụng ít trứng, lên hết chu kỳ của nó thì nó sẽ rụng hết trứng. Đối với trường hợp mà các bạn sử dụng ADE thì ADE nó sẽ giúp con heo của mình nó tổng hợp vitamin, kích thích lên giống sớm, đến khi lên giống là giúp trứng của nó rụng đồng loạt, rụng cái một luôn. Rồi có các bạn đưa tinh vào, khả năng là tinh nó sẽ gặp những cái trứng rụng đồng loạt đó thì khả năng nó sẽ phối đậu thêm vài con nữa thì nó sẽ tăng hiệu quả kinh tế cho các bạn nha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn thuốc và cho heo con ăn tự do sau khi tách bầy mà không bị tiêu chảy. Hiện tại heo của mình là gần một tháng nữa thì nó mới có đẻ lại thì mình mới có clip tiếp, thì các bạn thông cảm giúp mình tại vì heo của mình chưa có đợt đẻ lại nên mình chưa có clip cho các bạn xem để các bạn tham khảo nha, các bạn thông cảm giúp mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho heo con ăn nè. Hai bầy heo này là mình chuẩn bị tách bầy nè các bạn. Ở đây là một bầy nha. Rồi bên đây một bầy. Sàn của mình một rồi, nó bị hư chỗ đó rồi, mình dời con nái này xuống luôn. Mấy bầy này chắc khoảng 21 hoặc 22 ngày các bạn. Còn bầy bên đây chắc khoảng 20 ngày là mình tách luôn nha. Hiện tại là đã ăn mạnh, ăn gành, ăn cứng hết rồi các bạn. Mấy bầy bên đây là tách lâu nè, ăn gành, ăn cứng hết rồi, ok hết rồi nha. Mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè. Hai con nái thì mình đã lùa xuống rồi nha. Cái con này là mình lùa xuống rồi nè. Bầy này là 19 ngày. Bầy bên đây là 25 ngày. Cái con nái này nó bị đau chân rồi, nó bị duỗi thẳng rồi, là mình để nó trên này để mình điều trị luôn. Rồi mình tách hai bầy này là mình nhập chung luôn nha. Có bầy bữa hổm là mình thiến rồi, rồi mình mới thiến cái bầy sau này hai bữa nay, gài bận quá các bạn. Rồi nhốt chung luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn cho các bạn xem nha. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem là liên tục là từ 7 đến 10 ngày để xem heo mình ăn tách bầy ra ăn tự do nó có bị chảy hay không. Ở đây heo mình nhiều, mình sẽ để hai cái máng inox nha các bạn. Đây máng inox nè. Nè các bạn thấy ở phía sau nó có cái lò móc không? Đó. Rồi mình gắn xuống dưới này. Mình để chỗ này mình xây ra một cái là nó cứng ngắt luôn các bạn. Ok nha. Bây giờ mình đổ thức ăn cho nó ăn nha các bạn. Một bầy ô này là 19 ngày nha, bầy ô bên đó là 25 ngày. Nó hơi bự hơn, 25 ngày đến hơi to hơn nha. Ở đây mình có trộn sẵn nè, cứ tách bầy ra mỗi cử cám là 300 g cám, các bạn trộn vô một muỗng amox nha. Đó, mình đổ bên đó, rồi đổ bên đây. Cho heo nó lại ăn. Các bạn trộn một lần ít thôi nha, 300 g cám một muỗng amox, hết thì trộn thêm, hết trộn thêm cho ăn tự do nha. Các bạn đừng có trộn một lần 2-3 kg rồi bỏ vô 4-5 muỗng. Như vậy là không thành công nha các bạn. Các bạn cho ăn giống như mình nè. Rồi bầy heo của mình á là tách bầy ra là nó hơi nhỏ, là mình có bổ sung thêm sữa nữa. Bây giờ mình đổ sữa cho nó uống thêm. Đây heo của mình nó bu lại nó ăn rồi nè. Đây là ca sữa mình vừa mới pha nè. Đây là sữa của em bé, sữa trong lon đó các bạn. Sữa gần hết hạn á, mình mua cho nó rẻ nha. Đổ vô để kích thích cho nó ăn nhiều hơn các bạn. Tại vì mấy ngày đầu á là nó không có sữa mẹ nó, để mình thay thế cái sữa này để kích thích ăn nhiều hơn. Còn mà đàn của các bạn ăn mạnh rồi á, các bạn mà muốn giảm chi phí thì các bạn không cần bổ sữa cũng được, đổ sữa để kích thích cho ăn nhiều hơn thôi. Sữa này là sữa bột của em bé mà sữa trong lon gần hết hạn, rồi những người sale sữa người thu về người ta đổ ra người ta bán lại theo ký, rồi mình nhập về để mình sử dụng cho đàn heo mình nè.
Hôm nay thì mình dội chuồng rồi, cái nền chuồng thì ok, không có gì quay đâu, để ngày mai mình quay cho các bạn xem. Rồi hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ cập nhật cho các bạn bao nhiêu đây nha. Sữa này một chút nữa mình nó uống hết cái này á, mình đổ thêm cho nó. Rồi trong cái máng này nè, mình sẽ làm sạch rồi mình đổ cắm khô vô. Rồi khi nào mà nó muốn ăn cắm mềm thì nó ra để nó ăn. Cái này mình để khoảng 3-4 tiếng là bình thường nha, không hư hao gì đâu các bạn. Khi tách bầy các bạn nhớ chọn ma móc vô nó mới không bị tiêu chảy nha. Còn mà đa số các bạn nuôi theo cách truyền thống á, các bạn tách bầy ra là khoảng 40% là đàn của các bạn tiêu chảy. Còn các bạn cho ăn giống như mình nè, tập ăn sớm từ lúc theo con theo mẹ đến khi tách bầy ra là nó sẽ không bị tiêu chảy. Mình bao về cái vấn đề tiêu chảy cho các bạn luôn, các bạn làm lại hướng dẫn của mình. Rồi hẹn các bạn vào ngày mai nha. Mình chưa vô chuồng á thì mình cập nhật thêm cho các bạn xem nè, nãy giờ được khoảng 40 phút các bạn. Cái máng thứ nhất nó ăn gần hết rồi nè. Cái máng thứ hai là ăn hết rồi, mình đổ thêm cắm khô cho nó nè. Rồi máng bên đây để cắm khô cho nó thêm nè. Nó lại ăn bình thường nha các bạn, nó vẫn ăn bình thường nha. Heo mình là mười mấy ngày là ăn gành hết rồi, chứ không phải là hai mấy ngày nó mới ăn gành đâu. Mình tập ăn sớm thì heo của mình biết ăn sớm lắm. Đó, hai bầy nhốt chung với nhau, nó đấu với nhau nè. Rồi sáng mai cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Rồi sáng nay thì mình cập nhật tình hình buổi sáng ngày thứ hai cho các bạn xem nè. Cái máng bên đây nó ăn hết, nó đi phân vô luôn nè các bạn. Máng bên đây 300 gram sạch luôn nè. Trong đây là khoảng 400 gram là hết luôn nha. Bây giờ mình làm vệ sinh lại, mình đổ cái mới cho nó ăn nha các bạn. Rồi trước khi vệ sinh thì mình quay phân nó cho các bạn xem nha. Hiện tại các bạn quan sát trên sàn nè, phân khô nha. Rồi ở dưới sàn, bên đây là phân của heo bự nè. Đây hai sàn là tách biệt nhau. Phân dưới sàn này ok, chưa có gì nha các bạn. Heo ok nha. Rồi bây giờ mình cho nó ăn. Rồi hai cái máng mình mới vừa vệ sinh xong nha. Bây giờ mình sẽ đổ khoảng 300 gram cám xuống cho nó ăn nha các bạn. Đó, 300 gram cám máng đầu tiên nha. Rồi tới 300 gram cám máng thứ hai. Heo của mình ăn là gành là mạnh hết rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho nó dành ăn cái lượt đầu này đi, ăn 300 gram cám khô lượt đầu này đi. Rồi bắt đầu lượt sau là mình sẽ để sữa vô thêm để kích thích cho nó ăn thêm nữa các bạn. Để mình đổ vô cái máng gạo đó 300 gram nữa. Đây nó dành là không có chỗ ăn luôn nè. Đây buổi sáng đàn heo của mình cho nó ăn nè các bạn. Máng gạo đó là mình cũng đổ vô rồi nha. Mình cho nó ăn hết 900 gram này đi, đặng mình đổ cái mới. Rồi mình đổ thêm sữa nữa để kích thích cho nó ăn. Nà, đổ cám cho nó nãy giờ khoảng 1 tiếng nè các bạn. Thì nó đã ăn hết trong hai cái máng inox rồi. Còn trong cái máng gạo thì vẫn còn, mình thấy nó bu lại nó ăn đó các bạn. Giờ mình sẽ đổ cái mới cho nó nè. Lần này là có sữa nha, pha thêm sữa để cho kích thích nó ăn nha các bạn. Rồi qua đổ máng inox thứ hai. Đây nó dành lại nó bu nó ăn nè. Chưa no đâu các bạn. Nó phải ăn một cử này, nó uống thêm sữa thì nó mới no nha. Mấy bầy bên đây thì cũng ăn xong rồi, để đổ sữa cho nó. Các bạn thấy nó ăn hết khoảng 600 gram cám đầu á, thì nó cũng đã no, nó không dành như giống đợt đầu nữa. Bây giờ đổ sữa xuống để kích thích cho nó ăn thêm nữa nè. Rồi đổ thêm bên đây luôn. Hôm nay là mới buổi sáng ngày thứ hai thôi nha các bạn. Rồi hẹn các bạn buổi chiều hoặc là ngày mai thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Ăn ok nha, ví dụ như mà nó ăn hết cái này buổi trưa là mình sẽ đổ cám khô thêm cho nó nữa. Hết là cứ đổ, mỗi cử thì các bạn cứ trộn 300 gram cám một muỗng amóc thôi. Rồi ngày mai mình sẽ pha sữa và cho các bạn xem cái amóc trộn này. Rồi tiếp theo là cập nhật tình hình buổi sáng ngày thứ ba cho các bạn xem nè. Ngày hôm qua là mình đổ gần 3kg là cho cái đàn này ăn. Ăn ok hết nha các bạn. Và nó đói bụng nó đòi nè. Buổi tối là nó ăn hết cám rồi. Đây mình sẵn đây mình quay phân cho các bạn xem nha. Đây phân dưới sàn nha các bạn. Chắc nó đi ở dưới đầu kia các bạn ơi. Đầu trên đây không thấy phân gì hết trơn á. Bên đây
bên đây là của bầy bự. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cám cho nó ăn, cũng giống như hôm qua. Đầu tiên á là mình sẽ cho nó ăn cám thường đi, rồi nó ăn hết một lượt 300 gram cám đó đó, rồi mình sẽ đổ sữa cho nó uống thêm. Ở đây là cám 300 gram cám, mình trộn một muỗng ăn móc nha các bạn. Rồi bên đây cũng vậy luôn, mình trộn thêm cái nữa mình đổ vô máng đó để cho nó ăn giãn ra, cho nó giòn các bạn, nó bụng nó giòn nè. Rồi hiện tại là cái ô này có 3 máng là mình đã đổ đều hết rồi các bạn. Cho nó ăn xong 300 gram cám này đi, thì tiếp tục là mình sẽ trộn 300 gram cám nữa. Rồi máng này 300 gram nữa. Rồi mình đổ sữa cho nó uống thêm để kích thích cho nó ăn nhiều nha. Tại vì nó ăn sơ qua 600 gram này á, thì con nào nó cũng ăn được 50% rồi. Còn 50% còn lại á, thì mình đổ sữa để kích thích cho nó ăn. Hôm nay là ngày thứ 3 ok nha các bạn. Các bạn nhìn phân, nhìn đít nó nha, coi nó có bị chảy hay gì hay không nha. Đối với trường hợp mà heo con của các bạn á, còn theo mẹ, các bạn tập ăn sớm, uống sữa, cộng amox và cộng cáp tập ăn giống như mình đi. Lúc tách bày ra cho ăn giống như mình nè, mình bao về vấn đề tiêu chảy cho các bạn luôn. Các bạn phải làm theo hướng dẫn của mình nha. Chứ không phải là trộn một lần 3-4 kg rồi bỏ vô 4-5 muỗng amox là không được nha các bạn. Các bạn phải trộn theo như mình để cho con nào cũng ăn được cám và ăn được thuốc chung luôn nha. Các bạn trộn một lần nhiều á là cái lớp ở trên nó cám không à. Con nào ăn nhiều á là nó không ăn được thuốc, còn cái con ăn cái cuối cùng á là nó ăn được thuốc nhiều. Rồi tới phần kế tiếp á là mình sẽ giới thiệu sữa của mình cho heo uống và cách mình pha cho heo uống như thế nào nha các bạn. Các bạn qua đây mình cho các bạn xem nè. Sẵn ở đây mình tập cho heo con tách bầy ăn sớm không bị tiêu chảy á, mình có pha sữa thì mình sẽ giới thiệu sữa cho các bạn để các bạn nắm nha. Thường á là mình dùng sữa tươi, sữa bột có đường hoặc là sữa bột giống như gì. Nhưng mà theo mình đánh giá là sữa bột này là sữa bột của em bé gần hết hạn, là người ta đổ ra người ta bán theo ký, làm dinh dưỡng nó sẽ cao hơn cái sữa tươi của mình. Hiện tại là cái bột 1 ký vậy nè các bạn là 80.000. Thường thường trong lon sữa của các bạn á là có hai loại muỗng, một to là một nhỏ. Một muỗng nhỏ gì là pha 30ml nước, muỗng to là 60ml nước. Cứ 200 hoặc 250ml nước thì mình để vô một muỗng amox. Mình cho các bạn xem amox bên mình nè. Cái amox này là amox ngọt nhẹ nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ đi, nó dạng như là nó chiếu vậy đó, chứ không phải là bột mịn đâu. Nó vẫn mịn nha, nhưng mà nó tơ vậy đó. Amox này là đảm bảo các bạn ngọt luôn, các bạn để là kiến bu luôn đó, đảm bảo các bạn là hiệu quả luôn. Trước giờ mình chỉ xài một loại amox thôi nha. Rồi ví dụ như là khi mà heo con còn theo mẹ thì mình pha đúng trọng lượng, đúng liều lượng là một muỗng gì là 30ml nước. Ví dụ như mình pha nửa ca nước vậy là pha đúng liều lượng nha. Còn mà heo có tách bầy rồi mình pha nửa ca nước vậy đi, rồi mình đổ thêm nửa ca nước nữa là ra một ca nước. Giống như pha một được hai á, để cho cái lượng sữa này lật lật để tiết kiệm chi phí, để cho nó có cái mùi sữa để kích thích con heo ăn, giống như là trong clip của mình thôi. Rồi cái amox này với sữa này á thì các bạn nào mà kiếm không có thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ, mình chia lại cho các bạn để các bạn sử dụng ok hơn nha. Amox là amox ngọt dễ sử dụng nha các bạn. Còn các bạn mua amox đắng nhẫn á, con heo nó không chịu ăn đâu và hiệu quả nó sẽ không cao nha. Rồi bây giờ trở lại đàn heo của mình xem là mình đổ gần 1 ký cám nãy giờ là nó ăn hết chưa, để mình đổ cái mới để đổ sữa cho nó uống. Rồi quay trở lại với đàn heo của mình nữa các bạn. Đây sạch bon luôn, chỉ còn vài hộp cám thôi. Rồi máng bên đây cũng còn mà ít các bạn, 10 phần thì còn được 3 phần nha. Trong đây thì ít ăn vẫn còn nguyên nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ tiếp tục 300 gram cám vô muỗng, vô cái máng này và thêm cái máng này và đổ sữa cho nó uống. Đó, nó ăn hết rồi, tiếp tục châm thêm nè các bạn. Châm thêm thì nó lại ăn thêm nữa nha. Đây 300 gram cám, một muỗng ăn hóc. Rồi tiếp tục là đổ sữa vô. Đây sữa tới đây mấy đứa ơi, uống sữa nè, đổ sữa vô uống nè. Bên đây cũng đổ sữa vô luôn nè. Hiện tại là mình cho ăn cám đỏ, cám này là cám tập ăn nha các bạn. Nhưng mà đại lý hết cám tập ăn luôn rồi. Ngày hôm qua nhập cám là cám về không kịp. Là ngày mai là mình sẽ đổi sang là cám bao 25kg luôn á. Cám tách bầy thì 9 đến 12kg á. Còn hiện tại 3 ngày đầu là mình cho ăn đang ăn cám tập ăn nè. Rồi chiều nay với ngày mai là bắt đầu chuyển sang bao 25kg rồi, giống như mình quay. Đây nè các bạn, bình thường á là mình cho ăn cám tập ăn bao 5kg vậy nè. Rồi bắt đầu là mình sẽ chuyển sang cho ăn cám này, xem ngày thứ tư đổ đi coi nó có bị tiêu chảy hay không nha. Bình thường ăn cám này là ok rồi. Rồi hết cám rồi là chuyển sang ăn cám này luôn. Đổi cám đột ngột, heo con tách bầy luôn, xem coi nó bị chảy hay không nha. Trộn amox vô nha các bạn. Đây mình đổ sữa vô nó bu lại nó uống nè các bạn. Đó thấy chưa, bên đây nữa. Đây bên đây nè, nó ăn 300 gram cám đầu, uống nước vô là muốn no rồi.
cái này ăn tầm chừng một tiếng nữa là hết cái này các bạn. Hết là trộn thêm nha các bạn. Các bạn có amok các bạn cứ yên tâm đi. Ok, vấn đề tiêu chảy luôn các bạn. Cứ ăn rồi đổ xuống rồi coi quay phân thôi các bạn, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Đó, nó dành ăn nó gớt cáo nè. Ok hết nha. Bây giờ mình đi dội chuồng các bạn ơi. Đây nè, đàn heo thịt của mình nè các bạn. Sáng chưa dội chuồng nè, ô nào ô nấy quậy dơ nè. Đó, có mấy chục con nè các bạn ơi. Bên đó 20, bên đây 20. Với ô cuối này á, là 25 con. Đó, sáng nó quậy cỡ đó đó, chưa có dội chuồng gì hết đó. Rồi, cập nhật tiếp cho các bạn xem nè. Nãy giờ mới nửa tiếng nè các bạn. Ăn hết trơn hai máng sữa rồi. Còn cái máng trong đây nãy giờ khoảng 400 gram là ăn được phân nửa rồi nè. Bây giờ cám đỏ của mình là còn được bao nhiêu đây các bạn? Chia đôi đi, rồi một tí nữa thì mình trộn cám kia cho nó ăn sau nha. Hết thì trộn thêm nha các bạn. Hết cám đỏ luôn rồi, ngày mai ăn cám vàng rồi. Chuyển qua 325kg. No hết rồi đó, nãy giờ ăn là gần 2kg cám rồi. Ngày nay chắc tăng lên chắc khoảng 5kg cám quá. Tình hình là buổi chiều ngày thứ ba cho các bạn xem nè. Chiều nay là ăn qua cám khác rồi các bạn. Đây, ở đây mình đổ khoảng 400g cám nè. Trộn muỗng amok vô nha. Bên đây cũng đổ amok trộn cám vô nè. Rùi quá trời rùi rồi. Rồi xem coi ngày thứ tư, ngày thứ năm xem là đổi cám. Rồi tách bầy gì á, là nó có bị chảy hay không nha các bạn. Các bạn nhìn phân nha, nền đồ khô bình thường nha các bạn. Ok nha. Rồi hẹn các bạn ngày mai nha. Rồi hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư nè các bạn. Quay phân cho các bạn xem luôn nha. Đây heo của mình ok hết nha. Ở trên đây thấy khô đó, mà ở dưới là không biết làm sao. Để quay phân coi. Đây, ở dưới nước ngập rồi các bạn ơi. Rồi phân mình nhìn đít nó để cho ăn cái đi các bạn ơi, nó la ôm sùm quá. Rồi ở đây mình mới vừa đổ cám cho nó ăn rồi các bạn. Một máng là khoảng 400g cám nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, bây giờ đổ sữa xuống cho nó uống nè. Đó, đổ sữa xuống nó còn dành còn dữ nữa. Rồi hôm nay là ngày thứ tư nha các bạn. Quan sát phân đít nó coi là có bị chảy hay không nha các bạn. Nếu mà các bạn tách bầy mà không chọn amok á, là ngày thứ hai, thứ ba là bắt đầu có hiện tượng có một số con chảy rồi. Heo của mình hiện tại là khô gáo bình thường nha. Ok nha. Rồi qua những ngày kế tiếp á, thì mình cập nhật cho các bạn xem nó có bị chảy hay không thôi các bạn. Chứ mấy ngày nay là mình thấy là nó ổn định ok rồi đó. Ngày thứ tư rồi đó. Đợi đến ngày thứ 6, thứ 7 đi, mình quay con mẹ nó cho các bạn xem nha. Mình đã chích thuốc rồi, hôm nay 3 ngày rồi, nhưng mà chưa thấy lên nha. Coi thử 5 ngày đến 7 ngày nó có lên hay không nha các bạn. Hẹn các bạn vào ngày mai nha. Rồi hôm nay buổi sáng ngày thứ 5 này các bạn. Đây mặt trời nè, đó mặt trời là bên đó đó. Nó mới chói, đi qua hút rồi. Hôm qua là ăn gần 5kg cám luôn các bạn ơi. Rồi heo này hôm qua nó ăn nhiều nha, nhưng mà sáng nay là đít vẫn khô nha các bạn. Trên sàn thì chưa thấy gì hết. Ở dưới sàn nè, để mình bật đèn lên. Rồi dưới sàn thì ngập luôn. Rồi hôm nay là buổi sáng ngày thứ năm, để buổi chiều đi mình quay sơ cho các bạn xem thêm nữa. Rồi sáng nay cập nhật tình hình đàn heo buổi sáng các bạn nè. Nắng gội vô chuồng luôn nè các bạn. Đây bầy heo con của mình. Rồi mình quay sơ qua cái mình quay phân cho các bạn xem nha. Sáng nó đòi ăn nè. Bữa nay nước ngập nữa rồi, hôm qua cán bơm cho nó khô đó. Đây, nền chuồng đang cám rớt, cái dành cám rớt xuống nè các bạn. Đây, quay cho các bạn xem nè. Rồi một tí nữa mình đổ cám cho nó ăn nha.
heo hôm nay 6 ngày ok nha các bạn. Ăn 3 ngày là đổi cám đột ngột mà vẫn không tiêu chảy nha, vẫn bình thường, vẫn ok. Rồi mình cập nhật đàn heo của mình hôm nay là chiều ngày thứ 6 nha các bạn. Chiều nay là khoảng 3 giờ mình chưa dội chuồng luôn nè. Sáng giờ chưa làm vệ sinh luôn, bán heo xong là cho ăn xong mình đi ra luôn đó các bạn. Phải chi mà heo của mình mà tách bầy xong mà ăn tự do vậy á, nó chảy là con nào con lấy là nó tốt. Mình nhìn thấy phân chảy hết rồi các bạn. Đây mình đang bơm nước cho nó khô lại nè. Đây ở dưới sàn hồi sáng giờ là chưa dội luôn nè. Đó quay cho các bạn xem đó, nước nó rút hết rồi đó. Nó ăn cám dành nó gớt nè. Rồi các bạn nhìn phân, nhìn đít mấy con heo nè, phải chảy là tè le hết rồi các bạn. Ok nha, hiện tại là tách bầy 3 ngày là 2 ngày rưỡi à, là mình đã chuyển sang cám khác đột ngột luôn rồi. Nhưng mà ăn vẫn không tiêu chảy các bạn, vẫn ok. Rồi hẹn các bạn là những clip heo đẻ kế tiếp nha. Ok hết nha. Đây là con heo thịt nè, qua đây mình để trong đây luôn. Hồi sáng là bán heo xong rồi ra thịt sát trùng, là không có lùa, không có thời gian lùa luôn. Chiều nay bắt đầu lùa nè, đó chuồng mình chưa vệ sinh luôn nè. Nãy giờ là mình cho ăn hơn nửa tiếng rồi đó các bạn, nó ăn hết một cữ rồi đó. Bây giờ mình mới đổ cữ mới nó bu lại nó ăn nè. Sẵn đây mình quay con mẹ nó cho các bạn xem nè. Đó các bạn thấy cái qua con mẹ nó chưa, hôm nay là 6 ngày các bạn. Con mẹ nó hôm nay là ửng đỏ rồi nè. Hôm nay là mình không tính nha, ngày mai mình bắt đầu mới tính một ngày nha các bạn. Xác định ngày lên giống á, nó ẩn ẩn gì các bạn đừng có tính, như là nó bự lên các bạn sẽ tính một ngày. À, cái qua những con khác nè, teo nè các bạn thấy không? Teo bình thường, con cái qua con này bắt đầu là đỏ lên rồi nè. Ngày mai nữa sẽ to hơn nữa. Mình chích nó 8 xe ADR đó các bạn. Hôm nay là được 6 ngày rồi đó. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ 6 nha. Bữa đó thì mình chích chắc cũng buổi chiều chiều ngày thứ nhất đó các bạn. Rồi hẹn các bạn những clip tiếp theo nha.